Tỷ ơi, chuẩn bị ăn Tết nè. Làm việc lẹ lẹ nào mấy em ơi. Dạ. Sắp tới Tết rồi, làm việc chuyên nghiệp lên, nhanh tay lẹ chân, dạ, lên tay lên nào. Trời ơi, gì vậy? Gì sao buồn vậy? Ê, vui tươi lên em. Vui không nổi. Sao vui không nổi? Cả nguyên cái tuần nay á, chị bắt em làm việc rất là mệt mỏi. Rồi bây giờ chị còn kêu em hả, là năng lượng lên. Sao mà em năng lượng được, thôi cho em nghỉ bữa nay ơi. Xin nghỉ à? Xin nghỉ làm lại bộ móng nè. Thôi ôi ôi đi em ơi, nó nghe nè. Bây giờ chị em ta đó chỉ còn hai cái nguyên khí nữa thôi, là đủ 100 nguyên khí. Rồi lúc đó tụi mình sẽ tắt quái nơi chốn trần gian này. Các em đồng ý hay không? Thôi em làm nó mệt quá. Em không có làm đâu thiệt á. Cái đầu em lâu lắm không có được gọi luôn á chị. Biến chết nghỉ luôn vậy á. Thiệt á, bắt gì không làm hoài làm quỷ à. Giờ làm sao? Em xin nghỉ việc đúng không? Đúng rồi. Còn em gọi đầu. Đi gọi đầu. Ừ. Làm móng tay đúng không? Đúng luôn. Được, chỉ cho hai em đi chơi. Yeah. Nhưng khoan, vậy các em có muốn trở về thủy lồ xa xôi kia không? Ờ, về về có gì đâu sợ. Khùng quá. Chị ơi, tụi em không có về lại chỗ nữa đâu chị, sợ lắm chị ơi. Đó, nếu mà biết sợ á thì phải tìm ra hai người để mình thâu tóm nguyên khí của họ, hiểu không? Là mình đủ danh số trong năm nay, mình rồi rồi mình thống trị tam giới. Nghe chưa? Dạ nghe. Đó. Gì vậy chị? Chị gì vậy chị? Sao vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Sáng giờ chưa ăn gì đâu bao tử. Bởi vì tôi nói là gần tới Tết rồi, không chịu ăn uống đầy đủ đi. Để đã bao tử chi vậy? Mà nói nghe nè, trời ơi. Gì lá? Kìa, nhìn kìa, thấy gì không? Có danh số rồi kìa. Nè, 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 nè. Dạ. Nè, nhắc nên nhớ nè. Ngươi giữ hình dáng như vậy, hiểu không? Vẫn là thẩm ma ma như kế hoạch. Cho em đóng vai già hoài rồi. Cho em đóng vai trẻ đi. Nè, nói nghe nè. Mặt mày trong ba đứa nè, mặt ngươi là già nhất á. Làm việc đi. Dạ. Đi vô. Dạ, đi vô. Chuẩn bị. Vô đi. Cái gì? Dạ, vô đi chị. Ngươi có chắc là ở đây không? Ta không biết nữa. Nhưng sao? Chắc là ta sai đường rồi. Sao ta thấy chỗ này nó ngộ kỳ thời nhỉ? Đại ca nói sao? Ngộ kỳ thời. Con kiên nó leo dây. Nam mô di đà. Làm cái gì mà tự nhiên vô quá người ta. Nhìn lên cái bảng hiệu rồi hát. Ngộ kỳ thời à, con kiến nó leo dây. Nam mô di bố phụ. Thôi. Một, hai, ba. Làm cái gì đứng ở đây mà nhìn lên cái quán người ta. Ngộ kỳ thời, con kiến nó leo dây. Em chữa cái chảo dầu vô trong cái bản não của mấy chị, cho mấy chị lòng phổi mấy chị chết. Làm ăn buôn bán không thôi, làm ăn buôn bán. Đứng ở đây tụm 3, tụm 5, tụm 7 làm cái gì? Nhìn lên cái bảng rồi ngô kỳ thời. Gặp mặt, mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son đã ra. Rồi, đi liền đệ ơi. Chúng ta phải đi thôi. Đúng rồi. Công tử dừng lại. Đi đâu mà trời mà chàng mà chấp phải đám mà quàng phải dây chừng chân cái lại ra đây uống vài chú rượu. Chúng em kính mời. Dạ, hai vị công tử ơi, tới đây thì phải vào trong, đứng chi ngoài này cho nó mỏi cái cẳng. Thưa cô, ta vốn dĩ đâu có nhan sắc tự nhiên, cho nên không có nhu cầu để vào nơi này. À, còn ta, cha sanh mẹ đẻ ra sao để vậy, chứ cũng không có nhu cầu làm đẹp. Nè, nè, nè ha, nè ha, nè ha. Vô quán người ta nha, đội đá giá trời rồi nói khùng nói điên cái gì vậy cha cha. Ờ, không, cô đây hiểu lầm. Ý ta nói là chúng ta đây không cần vào thẩm mỹ viện. À, cái tên thẩm mỹ viện đó hả? Đúng rồi. Thật ra thì cũng có nhiều người hiểu lầm như hai vị. Còn nếu như hai vị đây không hiểu á, thì ta xin thành thật trả lời. Cái tủ lầu này
được đặt theo tên của ba người đẹp nhất ở đây. Ba người đẹp nhất? Em Nguyễn Thị Sâu Thâm Thẩm. Wow. Wow. Còn em Mộng Thị Du Học Mỹ. Wow. Đẹp. Còn em Lớn Thị Ra Diện. Wow. Dần cho nên cái quán của tụi em có tên là Thẩm Mỹ Diện. Dạ, phần minh họa của tụi em đến đây là kết thúc ạ. Chúc hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Ồ, thì ra cái ý nghĩa của quán này là như vậy. Tên hay, tên hay, tuyệt. Dạ, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bước vào trong để thưởng rượu ạ. Được, mời. Mời hai vị công tử. Chủ quán. Dạ. Cho ta hai đòn bánh chưng và một bầu rượu. Đúng. Các em ạ. Dạ. Chuẩn bị. Lên mâm. Dạ. Ngộ kỳ thời, con kiến nó leo dây. Nam mô di bố phụ. Sao ta thấy cái quán này có bài hát truyền thống mà ta nghe khó chịu quá. Đại ca có tin nó hát một lần nữa, em lấy chiếc dép em dện lên đầu nó không? Không có hiệp hát cái gì hết. Coi như không nghe. Dạ. Dạ, em mời quý công tử vô rượu. Đây, đây củ kiệu. Cảm ơn. Cảm ơn muội. Dạ. Chẳng hay quý danh công tử tên là chi ạ? Ta họ Trư tên Hợi. Còn đây quý danh công tử tên là gì? Ta họ Đinh tên Vô Tán. Đinh Vô Tán. Nghe cái tên muốn tát cho mà. Dạ. Hơi. Hơi. Ủa sao các nàng lại đánh nàng ấy vậy? Đánh trai đẹp bị phạt. Em đã nói với mấy chị rồi, người ta cao to lực lưỡng như vậy á là phải nựng phải ấy á, dấp té ngã vào lòng chứ sao mà ấy. Ở gì vậy? Tại sao lại đánh nữa vậy? Dèo trai đẹp bị phạt. Còn cái chị công tử này nè, ta nói không biết còn ai mà ta đến nó sổ sữa. Dễ thương. Bố pháp dễ sợ luôn vậy đó. Trời ơi, con quá à. Ai em tặng chị. Chị cảm ơn hai đứa. Tại sao không đánh mà lại tung hưng? Đánh trai xấu được thưởng. Để có sao không? Vui quá. Không nói nhiều nữa, sắp tới thời khắc giao mùa rồi. Thời khắc giao mùa. Giao mùa. Ý của đệ ấy muốn nói là sắp sửa sang năm mới rồi, còn không mau bày tiệc rượu ra đây. Đúng như vậy. Bày tiệc rượu đi, ta nhớ rồi. Sắp tới thời khắc giao mùa rồi đó. Dạ. Nhờ dẫn theo kế hoạch cũ đi nào. Dạ. Đây. Quý công tử ơi, nhân dịp hôm nay quý công tử ghé tới quán của em. Quán của em đã chuẩn bị những cái tiết mục vô cùng là đặc sắc. Tiết mục đầu tiên là tiết mục có 102. Em dám thề với công tử, từ đây tới thôi khi mà công tử mà xuống cái lỗ đó nha, công tử sẽ không bao giờ được thưởng thức một tiết mục văn nghệ mà đặc sắc tới như vậy. Tiết mục đầu tiên là tiết mục múa lửa. Múa lửa. Đúng. Tiết mục này cho một người nghệ sĩ vô cùng đặc biệt thực hiện. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng đặc sắc và không phải ai cũng có thể làm được. Hay trên quá. Trời này chỉ có duy nhất một mình tỷ tỷ của em làm được cái chuyện này thôi. Hay. Ghê hay chưa? Quá. Ghê chưa? Hay. Tỷ em đang giận nội công đó. Mở. Đặc sắc chưa? À,
quá. Không ấy thì rất là đáng sợ. Hay quá, ta thưởng. Đúng dạ. Ta thưởng. Dạ, mời quý công tử ngồi. Đó chỉ mới là màn dạo đầu của chúng em thôi. Quý công tử ơi, một đêm nhất tại ngay chỗ quán của chúng em sẽ diễn ra một tiết mục đặc sắc thứ hai. Tiết mục này em chắc chắn rằng công tử sẽ không bao giờ được thấy đâu. Đây là một cái tiết mục vô cùng là đặc sắc, vô cùng là độc đáo. Tiết mục chiếc trên ghế. Chiếc trên ghế. Cái ghế này nặng lắm nha. Cũng vậy. Chiếc ghế này phải ít nhất là 8 người đàn ông riêng mới đặng. Tỷ tỷ của em cầm hai tay thôi mà múa 3-4 vòng, cầm một tay luôn mà vẫn múa được. Tỷ tỷ của em là người số 102. Hay quá, giữ thăng bằng trên ghế. Đặc sắc chưa? Hay quá, hay quá. Trời ơi, xuất sắc. Giữ thăng bằng này vô cùng nguy hiểm. Hay quá. Quý vị không nên tự thực hiện ở nhà, quý vị biết chưa? Rồi hai người làm cái gì vậy? Tôi dợn nguyên cái sóng này lên đầu nguyên bây giờ. Đi ra đây. Hai người chuốc rượu cho người ta say, bây giờ người ta chuốc rượu cho hai người say là sao vậy? Ai biết đâu, được vậy uống là bê quá. Trời ơi, tôi nhả vô mặt bây giờ. Hai người là chẳng làm ăn được cái gì hết. Đứng ở đây, nghe chưa? Ngứa rồi nha. Sao vậy? Trời ơi. Hồ Tinh, Chị Tinh, hai người có sao không? Sao tụi em ngứa quá chị ơi? Chị ơi, giỡn giỡn thôi chứ ngứa thiệt á. Hai người đã làm gì họ? Hả? Ta đang giúp họ. Giúp họ à? Đúng. Định thủy thần. Ta đã cho họ uống định thủy thần. Chỉ còn hai giọt thôi, vài khắc sau họ sẽ hiện nguyên hình. Định thủy thần. Vậy các ngươi là? Ta chính là thần giao mùa. Còn ta là Hợi Tinh. Các người to gan lắm, dám lấy cắp quyền trường thời gian mà Ngọc Hoàng đã ban cho ta, xuống với trần gian đảo lộn nhân gian. Hôm nay ta phụng sự của Ngọc Hoàng xuống đây để bắt các ngươi về trời chỉ tội. Ngươi nhờ bản lãnh của hai ngươi à? Tại sao không phải là Tuất Tinh ta là cai quản hả? Tuất Tinh, ngươi rất là ích kỷ. Càn khôn đã là quy luật của tam giới, mỗi năm đều do mỗi người cai trị. Một mình ngươi không thể cai quản suốt 12 năm. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ cứu muội. Tỷ tỷ ơi, cái người nó chịu hết nổi rồi. Tỷ tỷ ơi, cái người mau giao nước chảy ra. Nếu muốn bạn ngươi không đau đớn thì hãy mau giao trả quyền trường thời gian đây. Không, tỷ ơi, ta không bao giờ giao quyền trường thời gian cho hai ngươi. Muội xin tỷ. Mũi tin tỷ giao quyền trường cho tim mũi chịu hết nổi. Giơ tay lại đi tỷ ơi. Bình tĩnh. Nè, nghe tỷ nói nè. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đây. Tỷ thương hai mũi, tỷ thương hai mũi mà. Nè, nghe đi. Sự hy sinh của hai mũi sẽ củng cố quyền lực cho ta. Tỷ nói cái gì vậy tỷ? Nói gì à? Các ngươi đã làm gì được cho ta? Hả? Chẳng phải trong suốt thời gian chúng ta ở trần gian, chúng ta đã giúp ngươi tìm đủ nguyên khí rồi hay sao? Nguyên khí à? Đúng. Thì hai ngươi tìm những nguyên khí của những người đàn ông về cho ta. Nhưng mà hai ngươi cũng nên nhớ, ai là người cứu hai người ra khỏi thủy lồ, hay là hai người còn ở nằm trong trọng? Hả? Các người cũng lợi dụng ta mà thôi. Thì bây giờ sự hy sinh của hai người đều xứng đáng.
Còn hai người, đừng hòng lấy quyền trưởng thời gian. Hãy xem đây, quyền trưởng thời gian đã nằm trong tay ta. Hồ Biên, sao? Tại sao quyền trưởng thời gian không có tác dụng? Tại sao? Bởi vì trong tay ta đang cầm viên băng châu mà Ngọc Đế đã ban cho ta. Nó có thể khắc chế được quyền trưởng thời gian. Pháp thuật của ngươi chỉ là vô dụng. Bất tình, ngươi phải chịu tội. Tha mạng cho ta. Không, tha mạng cho ta đi. Tha mạng, ta không lấy, ta không muốn lấy quyền trưởng thời gian. Ta không muốn lấy quyền trưởng thời gian. Ngủ mà mơ. Sẵn. Làm gì làm sùm vậy? Hai mũi ơi. Hai mũi ơi. Cho ta xin lỗi nha. Ta không cố ý làm như vậy đâu. Ta không cố ý. Trời ơi, tỷ. Tiên giao mùa đợi tỷ nãy giờ tìm tỷ quá trời luôn kìa. Tỷ ngủ gục rồi, tỷ còn nằm mớ nữa. Tìm ta. Tuất Tinh, thời gian giao mùa rồi. Tới giao mùa rồi. Tuất Tinh đâu? Dạ. Tuất Tinh. Dạ. Nhanh lên cho quyền chủ thời gian đâu lẻ lên. Quyền chủ thời gian. Dạ. Trời đất ơi. Ta đi kiếm người suốt ngày hôm nay. Tại sao gần thời khắc giao mùa rồi mà vẫn chưa giao quyền trưởng thời gian? Quyền trưởng thời gian. Dạ. Dạo này tụi em làm việc vất vả quá, tụi em quên mất đi thời gian luôn. Hai vị đại thần đừng trách phạt tụi em. Dạ. Đây. Thần giao mùa ơi, ta xin giao quyền trưởng thời gian cho ngài. Ngài hãy giữ đi, ta không muốn quyền trưởng thời gian nữa đâu. Ta xin trao lại cho ngài. Tại sao ngươi lại gấp rút giao trả quyền trưởng thời gian cho ta vậy hả? Bởi vì ta vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Thực chất giấc mơ mà ngươi vừa thấy là do phép thuật của ta làm ra. Ta chỉ muốn tất cả 12 con giáp ai nấy cũng phải đều yêu thương nhau, đoàn kết, xung hợp với nhau, không được gì lòng tham riêng của bản thân mình mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Ngươi có nghe rõ chưa? Dạ, Tuất Tinh đã rõ và đã hiểu ạ. Và đây con xin giao lại cho ngài quyền trưởng thời gian. Hợi Tinh, năm Kỷ Hợi cũng là năm của ngươi. Ta muốn ngươi phải dốc hết sức mình giúp cho bá tánh sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, nhà nhà ấm no, người người sung túc. Ngươi có đồng ý với ta không? Con xin hứa. Còn bây giờ, chần chờ gì nữa mà không cùng ta đón mừng năm mới.